ta sẽ được một cái phô lên chiến hồn 7 sao. Đấy thì sự kiện này chắc chắn sau này bên server Việt Nam của chúng ta sẽ ra, nên anh em cứ từ từ thôi. Đó, có kim cương anh em đừng có vội quay cái chiến hồn nha. Không biết thì quay, trời ơi, thêm một quả ghi ép mắt nữa anh em ơi, đẹp thực sự. Biết khi nào chúng ta mới có được ghi ép mắt đây nè, trời ơi. Hello anh em, chào anh em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ở bên server Việt Nam thì hôm nay cũng đã là rút hồn hạp con Airy rồi. Thì cái sự kiện hồn hạp con Airy thường đó thì hầu như là chắc là cỡ 100 người thì chắc cỡ 100 người không tham gia luôn. Đấy. Thì Susan nhiều khi là còn suy nghĩ mà huống gì là hồn hạp anh em. Đấy, nên là y chang như đợt mình nói. Đó là quay Susan của con Ly nè, sau rồi sẽ quay hồn hạp của con Airy thường. Đấy thì cái sự kiện đó thì cũng không có gì đáng để chúng ta quan tâm. Thì hôm nay ở ngày chủ nhật thì mình sẽ làm cái video gọi là giải trí cho anh em. Ngày hôm nay có những cái video gì thì hầu như là đánh nhau thôi anh em. Đấy, nhưng mà chúng ta cũng coi những cái sự kiện ở bên server Trung Quốc hiện giờ đang có cái gì. Thì nhắc đến cái con mèo vàng thì lâu lắm rồi. Từ khi em nó ra chắc cũng phải 2 tuần rồi anh em nhờ, 2 tuần con mèo vàng. Đấy, nên lâu quá rồi em nó chưa xuất hiện. Đấy, thì chắc sắp tới thì sẽ xuất hiện mèo vàng ở bên server Việt Nam chúng ta. Còn bây giờ mèo vàng ở bên mèo vàng bên server Trung Quốc thì hôm nay nó có những cái gì? Đấy anh em, nó bán mặc định luôn cái hồn vũ khí của con Ghi. Đấy, mà hôm nay nó giảm giá 4.000, hôm qua là 3.000 mấy nè, có khi lên 2.000 mấy. Đấy, anh em canh canh giá tốt thì anh em mua ha. Kim cương thì hầu như là bữa giờ mình coi là nó ít khi nào mới lên 400% hết em. Chỉ có mảnh vàng năng siêu bên này đang có 400% nè anh em. Đấy, giảm còn 400% thì còn 30 cái xu vàng. Đấy, 30 xu vàng. Đấy, khá là ngon. Đấy, sắp tới chắc có sự kiện mèo vàng rồi đó nè. Rồi ok, bên này thì đang có sự kiện là quay chiến hồn. Đó, quay chiến hồn. Rồi song song với sau này anh em, sau này sự kiện quay chiến hồn xong xuôi thì nó sẽ có là cái sự kiện cái này giống của con Amakusa vậy ta? À không phải, cái này của con Omega Rugo. Uầy, bán mảnh vạn năng. À, đây là cái mảnh vạn năng cái gì? Cũng không phải gọi là mảnh vạn năng siêu nữa, mà phải gọi là mảnh vạn năng super siêu. Super siêu. Đấy, sau này có bây giờ để mình coi thử coi có ghép được cái mảnh vạn năng siêu chưa nha anh em. Nó mới ra cái mảnh vạn năng này được từ khi ra con tướng SP đầu tiên rồi, nên là không biết là sau này có ghép được cái mảnh vạn năng đó hay không, để mình coi thử coi. Đây tăng sao nè anh em. Chưa được anh em ơi. Chưa ghép được cái mảnh vạn năng đó, là độc lập luôn, không có ghép từ cái mảnh vạn năng siêu ra cái mảnh vạn năng đó được anh em ơi. Nên là bắt buộc chúng ta phải nạp tiền hoặc là canh những cái sự kiện quay con tướng SP đó nữa chúng ta mới up được sao vải đạn. Vậy thì biết khi nào mới lên sao anh em nhỉ. Ok, thì cái sự kiện chà, gói này ngon quá ta. Gói này gói 2 triệu nè anh em. Rồi được 2 mảnh vàng năng siêu luôn. Thì song song với cái sự kiện chiêu mộ quay chiến hồn thì lúc nào nó cũng có là quay cầu nguyện tặng thêm. Đó, cầu nguyện tặng thêm nha anh em. Ôi, cái này hình như là cầu nguyện tặng thêm thì phải. À không phải, để coi coi anh em. Này chiêu mộ tặng thêm, này mới là cầu nguyện tặng thêm đây. Này là chiêu mộ tặng thêm ha. Chiêu mộ tặng thêm được một rương mở ra tướng SSR ngẫu nhiên nè anh em. Ôi. Rồi còn đây là cái sự kiện chiêu mộ tặng thêm đây nè. Anh em chiêu mộ 10 lần được cái giọt nước này. Sau giọt nước rất là dễ kiếm, nên anh em cứ từ từ, không có nhất thiết chúng ta phải mua 2.000 cả. 10 lần chiêu mộ, 10 lần chiêu mộ cái chiến hồn á nè. Cầu nguyện chiến hồn á là chúng ta được một giọt nước rồi. Đây, 90 lần được 2 giọt nước nha. 150 lần chúng ta được một cái chiến hồn 6 sao. Đấy, sau chiến hồn rất là rẻ luôn. Đây, 300 lần chúng ta sẽ được một cái phôi lên chiến hồn 7 sao. Đấy thì sự kiện này chắc chắn sau này bên server Việt Nam của chúng ta sẽ ra, nên anh em cứ từ từ thôi. Đó, có kim cương anh em đừng có vội quay cái chiến hồn nha. Sau này nó có thêm cái chiến hồn là cầu nguyện tặng thêm thì chúng ta hãy quay. Đấy, bây giờ sự kiện chiến hồn ra mình đâu có thèm quay đâu nè. Mình để khi nào mà có chiến hồn tặng thêm mình mới quay. Ok, đó là sơ bộ về cái event bên này. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiến vào những cái trận đấu đấu trường ở bên này, thử coi hôm nay có những cái gì hay. Thì nãy mình có coi sơ một cái trận đấu khá là đỉnh và cũng như là khá là giải trí. Đó là một ông VIP 17 đi nu
Đây, đang với 17 đây anh em. Đội hình của ổng đây. À, tổng chiến của ổng là 69 triệu. Đây. Đây đội hình của ổng đây nha anh em. Rồi, ở bên này thì lực chiến của ổng rớt còn có 9 triệu thôi. Thì chắc là ổng nu cho ông 10 giờ 14 triệu lực chiến này. Lên rồi. Đây anh em, team 14 triệu lực chiến đây. À, đâu có coi VIP 10 nha. Rồi, team này là thuộc dạng là cũng là nông dân ấy, nông dân nạp hơi hơi ít tiền đấy anh em. Ok, bây giờ mình sẽ mở trận đấu này cho anh em coi thử coi ổng nu như thế nào. Nãy mình coi sơ bộ thì ổng để mỗi đội hình một con, thì con gì thì anh em hãy vào xem ha. Chà, ổng để con Gonico. Để con Gonico solo với lại 6 đứa nha anh em. Mình solo 6 đứa. Uầy, con Gonico này gắn một cái chiến hồn mà tự bóp nhau luôn, tự bóp luôn, đó là đổi 80% máu lấy một lần hồi sinh nha anh em. Uầy, ai Ignite vào trong chợ nha anh em. Ai Ignite vào trong chợ nha, chứ không phải là vào trong team chính nha anh em. Phải giàu thực sự, ông này ông VIP 17 mà anh em. Ta cùng coi một con tướng của ông VIP 17 này. Đó, đánh nhau với lại 6 cái con tướng bên kia thử coi như thế nào. Ok, nó bị mất một đống máu để lấy một cái lần hồi sinh rồi anh em. Ê trời ơi, anh em coi coi nó đam như thế nào. Chắc chắc ui đam hàng giữa hả. Ấy cha, Kula bay màu anh em ơi, vãi đạn, xém chết, Kula xém chết. Nhưng mà đợt này thì bị con Orochi chơi chết thật rồi. Ok, em nó đang còn nửa cây máu thôi anh em ơi. Không biết có solo lại 6 đứa này hay không. Mình thấy là team bên trái ta khá là chật vật đó nè. Chết không ta, không biết còn lần hồi sinh nữa hay không. Ok, không thôi anh em ơi, hết lần hồi sinh rồi. À rồi, cái con thứ hai của đội hình thứ hai của ổng là con Omega Rugal. Quái tun kìa anh em ơi, trời ơi, đánh con ghi nửa cái máu. Trời ơi, thêm con ấy, nếu mà cái con Rugal thường xin con Omega Rugal thì hình như là hai tầng bất khuất thì nó tính như thế nào ta. cái bất khuất của con Omega Rugal thì nó sẽ là màu đỏ và cũng như là không thể hóa giải nha anh em, không thể hóa giải. Đây như con Ignite này, nó đánh là câm lặng, ui chết luôn rồi. Nhiều người nói không thể hóa giải mà mình thấy sao là nó tử luôn nè. Ui ơi trời, trời ơi. Còn sống thì vẫn bị stun. Còn mà không bị stun là chỉ có nước là nằm sàn thôi anh em. Vãi, Omega Rugal này mạnh thế. Châu quá anh em ơi. Trời ơi coi nó kìa. Để vậy mà nó còn có hiệu ứng biến to nữa chứ. Biến to này không biết là do chiến hồn hay là do thức tỉnh vũ khí đây. Thức tỉnh vũ khí thì chỉ có con ghi, theo mình thấy là con ghi thức tỉnh vũ khí thì nó sẽ biến to. Ai cha, hai con khổng lồ đánh nhau kìa anh em. Trời ơi, rồi choáng luôn. Rất là xui là khi em nó bị dính cái câm lặng anh em ơi. Trời ơi, nó đứng, con ghi với lại con Omega Rugal nó đứng như là hai bức tượng chiếm trệ luôn nè. Team bên trái khi mà được nô mà đánh gọi là chật vật luôn nè, chật vật luôn mới win nổi. Cái thực sự nếu mà ổng gắn win full đội hình thì không thể nào mà win nổi cái trận này rồi. Ok, còn một cái trận đấu nữa khá là hay đó với trận đấu của ông 28 triệu chiến. Trời, đợt này mình thấy con Gonico này nó hot thực sự nè, ông nào cũng lấy chơi hết. Cho gắn ba cái chiến hồn 7 sao luôn nè anh em. Mà chiến hồn thứ tư thì chưa có mở nổi. Ghi bên này cũng chưa mở chiến hồn mà thứ tư nổi luôn. Ông này VIP 16 và 27 triệu lực chiến. Mở được 3 cấp của cái chiến hồn thứ tư. Ghi thì cũng 2 cấp. Cái con Gonic này cũng 2 cấp. Ghi chưa mở luôn. Chà, VIP 16 mà tại sao ít chiến hồn thứ tư thế? À, chiến hồn thứ tư nó nằm ở team thứ hai không anh em ơi. Chà, Omega Rugal, một cặp Omega Rugal luôn này. Ok, coi team bên này coi. Wow, team bên này 1, 2. Team bên này 34 triệu lượt chiến mà lại thua. VIP 15 luôn nè anh em. Chà. Trời ơi, Rimuru. Rimuru cũng khá là lực anh em, gắn một cái chiến hồn 7 sao nữa nè. Ok, chúng ta cùng coi cái trận đấu này coi tại sao mà ông hơn gần cả là để coi tới là 10.000 lượt chiến. Ấy, 6 triệu lượt chiến mà lại thua. Ghê thực sự. Thử coi cái team mà có con Gonico, Rimuru và Gonico đánh như thế nào nha anh em. Team bên phải chúng ta được đánh trước nha anh em, nên là rất là lợi thế. Mới vào thì con Rimuru đã đóng băng được hai đứa rồi. Bên kia cũng bị đóng băng hai đứa luôn anh em.
đóng băng hai đứa là do ồ hồi nãy như là con Kula nó chơi quả ép mắt thì phải đóng băng được hai đứa đằng sau. Ok. Cho à, quên để ý nãy giờ team bên kia chơi con Leona dị anh em ơi. Leona thức tỉnh. Đây Igonix chắc cuối tháng này thì sẽ có một đợt quay boss con Igonix này nè. Thì chủ yếu lấy con Igonix này để bỏ vào team gây thêm hiệu ứng và cũng như là đi kích duyên cho con Kaylix thôi nè. Uầy. Bên kia mình để ý team bên trái chúng ta là không có Kula anh em ơi, không có Kula. Không có Kula thì thua là đúng rồi anh em. Đâu có phá được giáp ảo ghi đâu, nhưng mà con ghi ở team bên phải chúng ta đang bị đóng băng rồi nên không có búp được giáp ảo cho team. Nhưng mà bù lại thì con Gonix cũng đã búp được cái hồi sinh cho con ghi và cũng như là con Kula rồi nè, nên là rất tự tin là để hàng đầu luôn. Uầy. Con cái con kim này khi bỏ vào trong trận chơi xin kỹ nó sẽ búp giáp thêm một ít giáp siêu cho team nữa nha anh em. Không biết thì uầy trời ơi, thêm một quả ghi ép mắt nữa anh em ơi, đẹp thực sự. Biết khi nào chúng ta mới có được ghi ép mắt đây nè. Cái con Gonico ở bên team bên phải chúng ta tuy em nó sao yếu nhưng mà đánh vẫn lực nữa nè. Ok, Gonix búp hồi sinh cho team ở đằng sau, búp cho con Kaylix và con Igonix nè. Hóa giải này. Ui, cái gì? Một phát bay con ghi luôn á. Anh em nên nhớ là con ghi rồi, con ghi ép mắt đó nha anh em, nên là chỉ số nó rất là cao cho con Gonix bên kia mạnh thật sự anh em ơi. Nó đánh đơn mục tiêu hàng đầu khá là đau, kể cả con nào có co cái giáp ảo luôn. Bởi vì con Gonix này nó rất là lợi. Đây để mình kể cái lợi của nó. Ui, ép mắt nữa kìa anh em. Ui, trời ơi. Đẹp quá. Cái lợi con khi mà chúng ta sở hữu Gonix là đầu tiên là nó sẽ búp máu cho team, thứ hai là nó sẽ búp hồi sinh cho cái hàng nó đứng. Đây, cái đó thì mình đã nói hoài rồi ha. Cái thứ ba thì nó sẽ là hóa giải, nó có hiệu ứng hóa giải khi mà đánh mục tiêu đó. Đó là đứa nào mà có vô địch hoặc là có cái giáp ảo thì nó hóa giải luôn. Đấy. Đó là chỉ là sau con sau này á nè, thì hầu như là con tướng nào mà nó có hiệu ứng hóa giải, ví dụ như là con Kula rồi con Gonix nè, đấy rất là chưng dụng để bỏ vào team bởi vì nó phá được giáp ảo, đánh rất là lợi. Ok. Ui ôi, hình như ôi, chết luôn cái Gonix đằng sau luôn. Đã thật sự. Đấy thì cái con ghi ở bên này thì đã ép mắt rồi nhưng mà bị con Gonix nó chơi một chưởng là bay màu luôn nè. Đây nữa này. Trời ơi. Ghê thực sự. Con này đam cũng to lắm nè. Tuy nó không phải carry nhưng mà đam nó cũng to lắm, bởi đánh đơn mục tiêu đam to thực sự. Đấy, làm sao làm anh em, phải có một con Kula. Tệ lắm cũng phải Kula thường nè. Và UR sau nữa up cái con Kula lên UR mới mạnh anh em. Chơi quả ép mắt con team bên kia là thục luôn anh em. Ghê thực sự. Đây nữa này. Đấy. Amakusa đợt này búp cho ai? À nó búp một lần thôi em, không búp liên tục nha. Amakusa chỉ búp được một lần thôi. Ui chà ơi. Bay màu liền. Team bên trái vừa ra không có cơ hội để mà phản kháng luôn nè. Ghê thực sự. Rồi thì đó là video của ngày hôm nay. Thì chắc là không có ai quay hồn hẹp của con Airy đâu, nên là chắc sẽ không có video quay hồn hẹp của em nó. Chỉ có ông nào mà cuồng quá mới quay thôi. Rồi ok, thì đó là video của ngày hôm nay. Ông nào có ý kiến gì về cái video này cũng như là các con tướng đó, thì anh em hãy comment dưới ha. Nếu thấy quên like, share, nhấn sỏi của mình. Chúc anh em một ngày chủ nhật thật là vui vẻ cũng như là coi video vui vẻ nha. Rồi, cảm ơn rất nhiều nha.